Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video của Nha Khoa Hùng Cường. Và ngày hôm nay, Hải Yến xin phép được giới thiệu với các bạn một vật dụng rất là đặc trưng của Nha Khoa Hùng Cường. Và trên tay mình đây chính là một chiếc cốc giấy đã được in sẵn logo của Nha Khoa. Và hãy cùng mình tìm hiểu qua video này để có thể thấy công dụng cũng như là được sử dụng như nào nhé. Để bảo vệ môi trường sống, ly giấy ra đời được đánh giá như một bước mang tính đột phá. Công dụng của ly giấy dùng một lần đã được hàng triệu người tiêu dùng chứng thực, không chỉ thân thiện với môi trường mà còn giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, ly giấy dùng một lần ngày càng được tin dùng và dần trở thành xu hướng sống xanh, sống khỏe. Khi xã hội ngày càng phát triển, đi kèm là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật đã dẫn đến nhiều vấn nạn về ô nhiễm môi trường. Nhận thấy được điều đó, Nha Khoa Hùng Cường đã nắm bắt thông tin và áp dụng ngay sản phẩm ly giấy vào trong hệ sinh thái nha khoa của mình. Cốc giấy của Nha Khoa Hùng Cường được trang bị sẵn trên mọi ghế máy tại nha khoa và mỗi khách hàng đều được sử dụng riêng cốc của mình. Và sau khi sử dụng cốc sẽ được đưa đến khu phân loại vệ sinh và xử lý hủy bỏ. Cốc giấy được tích hợp sẵn trong quy trình tự động của ghế máy nha khoa, chỉ với một nút bấm, khách hàng sẽ nhận được chiếc cốc giấy của mình. Khi đặt trên ghế máy, cốc nước sẽ được tự động bơm nước với hệ thống cảm biến tự động của ghế máy. Không chỉ sở hữu những tính năng vượt trội về tính tiện lợi, thẩm mỹ, giúp các thương hiệu dễ dàng định vị và tạo dấu ấn riêng thu hút khách hàng là đảm bảo sức khỏe, hạn chế con đường lây mầm bệnh, thân thiện môi trường. Và hướng đi này của Nha Khoa Hùng Cường có thể xem là chiến lược kinh doanh cho thương hiệu của riêng mình, với mục tiêu luôn hướng đến sức khỏe của người tiêu dùng và là người bạn đồng hành cùng môi trường. Bên cạnh đó, vẫn thể hiện được nét văn hóa riêng của doanh nghiệp, tạo ấn tượng sâu sắc cho khách hàng. Dạ vâng, vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng Hải Yến tìm hiểu về chiếc cốc giấy này có tầm quan trọng như thế nào rồi đấy ạ. Và các bạn đừng quên thả tim, follow kênh của Nha Khoa Hùng Cường để có thể theo dõi nhiều video hay hơn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những lần video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.